Ừ. Mỗi ngày cho ăn một bữa thôi á? Đấy. Chào các bạn đến với video tiếp theo của mình nhé. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một em mông cọc giới tính đực đã trưởng thành rồi đây các bạn này. Đó, đó rất ok các bạn. Rất ổn các bạn. Đấy, tai dựng lên. Tuyền màu luôn các bạn. Đấy, nâu đỏ căng bản này. Tuyền màu. Cũng cắn nhau thấy sức mặt này các bạn. Bản này cũng ra, xảy ra tranh chấp nhiều. Anh vừa đi chợ. Hay là muốn để giống nhưng mà lại bây giờ lại muốn bán. Nhìn rất ok các bạn. Bạn này mỗi tội hơi gầy này. Ừ. Mỗi ngày cho ăn một bữa thôi á? Đấy. Người các bạn. À đứng ở đây một lúc là bắt đầu quen nhà đấy, quen đấy. Cũng không sủa đâu. Mình đi nhiều ngửi mùi chó nhiều rồi. Con này vệ sinh ở đây khai mú lên. Đấy, bác nào mà kết em này thì nhớ liên hệ số điện thoại trên kênh nhé. Rồi video của em đến đây là kết thúc. Đấy, các bác chiêm ngưỡng cận cảnh luôn nhá. Đấy, vẻ đẹp của em nó đuôi thỏ, tai dựng rất chuẩn luôn. Đó. Giờ Yên ấy đi đâu? Sổ đỏ giới tính cái các bác. Muốn đi nhưng mà không được hả?